Trong cuộc hành trình tu bụi 3 năm của tôi á, thì có một lần nọ tôi làm tình nguyện viên cho một cặp vợ chồng người Nhật. Họ gốc là người Nhật nhưng mà họ sinh trưởng ở Mỹ, thành ra họ nói tiếng Mỹ là chính. Quý vị nghe rõ không? Ở phía sau. Thì người chồng là vốn là một kỹ sư, nhưng mà do một cái biến cố là bị tai biến, bị stroke, cho nên là Ron phải ngồi trên chiếc xe lăn, và một nửa người của Ron không có cử động được, chân không dở lên được và tay cũng không dở lên được. Vợ của ông Ron là bà Keiko. Bà Keiko, công việc chính của bà đó là làm nến. Bà có một cái hãng nến, nhưng mà chỉ có một mình bà làm thôi. Có hai đứa con đều đi học ở tiểu bang khác. Thì khi tôi tới thì cái công việc chính của tôi đó là phụ bà Keiko làm nến. Và thỉnh thoảng thì khi tôi đi vào trong nhà thấy Ron ngồi một mình xem TV rất là buồn chán, cho nên là tôi có xin để giúp ông là bấm huyệt ở tay với chân. Tôi thì không có giỏi về việc bấm huyệt, nhưng mà cái duyên may làm sao á, phước chủ may thầy sao mà tôi bấm được một tuần lễ thì cái tay của Ron bắt đầu cử động được. Và bây giờ Ron rất là cảm kích tôi, tức là rất là quý sự có mặt của tôi. Thì thật ra là buổi tối thì tôi đi về bên một cái nhà bên cạnh, tức là ông Kellogg là cái người hàng xóm người Mỹ, ông cụ 84 tuổi, tôi ở bên đó. Ban ngày thì tôi chạy qua bên này, tôi phụ vợ chồng ở bên này. Thì khi mà tôi ngồi để mà bấm huyệt cho Ron á, thì thấy Ron lúc nào cũng bực bội, cáu gắt, khó chịu lắm. Cứ vài phút thì ông ta gọi vợ, Keiko. Bà nhiều khi bà Keiko ở gần thì bà nghe thì bà chạy tới. Nhưng có nhiều khi bà Keiko bà lúi húi ở trong cái xưởng làm nến, bà không có nghe. Thì ông bắt đầu là lắc chuông, lắc rất là dữ dội, hét lên. Và tôi đã từng chứng kiến có những lúc bà Keiko vừa mới mở cửa vào là ông ném ngay cái dĩa vào cửa. Và có những bữa là ông ném luôn cái remote control vào cái TV, cái đồ điều khiển TV đó, ông giận lắm. Rồi có những bữa là bà Keiko vừa dọn thức ăn lên bàn là ông đổ hết thức ăn xuống đất vậy. Mà bà Keiko thì rất là cực. Ngoài cái việc là làm nến ra, bà còn chăm sóc bầy cừu, rồi bà phải nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, rồi phải chăm sóc cho Ron nữa. Thì tôi chứng kiến cảnh như vậy rất là bất nhẫn, nhưng mà tôi cũng hiểu là Ron rất là bức bội, khó chịu. Tức là Ron tới một năm rồi mà ông ta cũng chưa chấp nhận cái sự thật là mình đang bị tai biến như vậy. Tức là trước đây Ron là một cái người rất là giỏi giắn và đem tới một cái nguồn kinh tế rất là vững chãi cho gia đình. Bây giờ phải ngồi trên chiếc xe lăn, muốn làm cái gì cũng không thể làm được. Những cái sinh hoạt nhỏ nhặt cũng phải nhờ người khác giúp đỡ. Thì Ron rất là đau khổ. Tôi hiểu như vậy cho nên là cũng có sự cảm thông. Nhưng mà khi mà ngồi bên cạnh Ron đó, tôi thấy lúc nào Ron cũng chờ chực để mà ăn hiếp bà Keiko hết. Cho nên là hôm đó tôi quyết định là phải giúp đỡ Ron. Thì may là sau đó cái tay của Ron bắt đầu hoạt động lại được, và Ron bắt đầu quý tôi. Và tôi thấy đây là một cái cơ hội tốt để mình có thể giúp Ron thay đổi tình trạng của mình. Mà nếu Ron thay đổi thì Keiko, vợ của Ron, cũng sẽ được thay đổi, cũng sẽ có hạnh phúc hơn. Thế là tôi nói với Ron là, Ron, ông có biết là vợ ông đang làm gì không? Ông đang ngồi xem TV.
thì vợ ông đang làm gì ông biết không? Thì Ron mới trả lời một cách không có tập trung lắm. Trả lời cho có, Ron nói thì chắc làm ở đâu đó ở trong nhà. Tôi nói với Ron là để tôi kể cho ông nghe. Khi tôi tới đây đó, thì tôi chứng kiến từ sáng tới chiều vợ ông làm cái gì. Vợ ông bỏ tất cả tâm huyết để làm những cây nến rất là đẹp để bán kiếm tiền để phụ giúp gia đình. Quần quật một mình ở trong cái hãng, trong cái xưởng làm nến, chỉ có một mình kê cồ thôi. Mà kê cồ là cũng lớn tuổi rồi, cũng là năm mươi mấy gần 60 tuổi rồi, để phụ tiền cho con đang học đại học nữa. Rồi kê cồ phải lo cho đàn vịt, đàn cừu, rồi quét dọn sân nhà, rồi quét dọn trong nhà, rồi giặt đồ, rồi nấu đồ ăn cho ông. Và bất cứ những gì lúc nào ông cần là kê cồ lập tức phải có mặt. Mà ông thấy không, mỗi lần vợ ông xuất hiện, ông nhìn, ông có quan sát vợ ông không, là đầu tắt mặt tối, tóc tai rối bời, nhìn rất là tiều tụy. Ông nghĩ ông có thương vợ ông không? Mà giả sử nếu mà kê cồ cũng ngã bệnh như ông, kê cồ cũng phải ngồi một chỗ, kê cồ vừa không thể chăm sóc được ông, mà kê cồ lại cần phải có một người khác để chăm sóc cho kê cồ, thì ông nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Thì khi tôi nói tới đó thì tôi thấy giọt nước mắt của Ron bắt đầu lăn dài trên đôi má, và cái tay ông cầm cái remote control rất là run, không có điều khiển được nữa. Và bắt đầu ông khóc, khóc lên rất là lớn. Tôi có nói với Ron rằng là cây cồ có kể cho tôi nghe về những cái thành tích của ông. Cái căn nhà này nè, nhìn đâu đâu cũng thấy cái sự đóng góp của ông hết. Tôi biết cái nhà này là do ông xây, và cái khu vườn này do ông thiết lập. Kể cả cái xưởng làm đến cũng một tay ông làm ra. Các con của ông cũng do công sức của ông dạy dỗ và nuôi dưỡng chúng, chu cấp cho chúng để chúng ăn học thành tài. Và kể cả là những cái bàn, cái ghế trong căn nhà này cũng là do một bàn tay của ông làm ra. Và tôi càng nói thì Ron càng khóc, mà khóc rất là dữ dội, đến nỗi là bà kê cồ tuốt ở ngoài xưởng mà nghe được, bà phải chạy vô coi chuyện gì đã xảy ra. Thì khi bà kê cồ vào đó thì thấy Ron khóc, nhưng mà thấy gương mặt Ron không có sợ hãi, rất là nhẹ nhàng, rất là hạnh phúc, khóc trong hạnh phúc. Thì bà kê cồ cũng có ngồi xuống, và tôi có kêu bà kê cồ là: kê cồ, bà hãy tiếp tục kể cho Ron nghe Ron đã làm gì cho cuộc đời của bà đi. Thì bà kê cồ bà bắt được mạch câu chuyện, mặc dù là tôi không có đưa kịch bản cho bà kê cồ trước đó. Thì bà kê cồ bắt đầu kể từ lúc mà hai người quen nhau, rồi lưu vong qua từ bang này qua bang khác, từ thuở hàng vi, người này hy sinh cho người kia cái gì. Và tôi dặn bà kê cồ là bà chỉ nên nói những cái điều tích cực thôi, chỉ nên nói những cái ưu điểm, những cái hay, những cái đẹp, những cái tốt của Ron thôi. Còn những cái yếu kém, những cái vụng về, những cái khó khăn, hoặc là những gì mà Ron lỡ gây vết thương cho bà đó, thì bà đừng có nói, có thể đợi một cái lúc khác. Và ngày hôm nay đó, tôi muốn bà chỉ nói những cái hay, những cái đẹp của Ron thôi. Thì bà cái cô, theo cái sự đề nghị của tôi, bà làm rất là tốt. Nguyên cái buổi chiều ngày hôm đó, bà kê cồ dành ra một tiếng, gần 2 tiếng đồng hồ để nói lên những cái thành tích, những cái nỗ lực, những cố gắng, những đóng góp, những thành quả mà Ron đã mang lại cho cuộc đời của bà. Và cái câu mà làm cho Ron và kể cả tôi chấn động nhiều nhất là bà kê cồ nói là: Ron ơi, mặc dầu là ông ngồi đây đó, nhưng mà tôi thấy trong căn nhà này đâu đâu cũng có bàn tay của ông hết. Và tôi nè, các con bây giờ mà đứng vững được cho tới giờ phút này đó là nhờ sự có mặt còn lại của ông. Ông ráng khỏe để rồi ông tiếp tục những cái hoài bão, những ước mơ của ông. Tất cả những thứ đó vẫn đang còn chờ ông. Cho nên là tôi và các con sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng để kề cạnh bên ông, để giúp ông trở lại cái sức khỏe như là thuở nào. Mà khi nói tới đó thì
Ron khóc nức nở. Khóc nức nở. Và sau đó tôi có đề nghị Ron, bây giờ tới phiên ông đó Ron. Cây cầu đã có gần 2 tiếng để nói lên công trạng của ông. Thì bây giờ ông chỉ cần 1 tiếng thôi. Hãy nói cho cây cầu nghe đi. Cây cầu đã làm gì cho cuộc đời của ông? Thì rất là xúc động quý vị. Ron rất là chân thành. Hồi đầu thì Ron nói lý nhí khó nghe lắm. Chắc là mắc cỡ. Chắc là tự ái. Nhưng mà càng nói thì Ron nói càng hăng. Giọng càng khỏe. Càng nhiều cảm xúc. Có thể nói tới đâu cái nó chạm vào những cái hạt giống hạnh phúc của Ron tới đó đó. Thì Ron hồi ức lại những cái hy sinh, những tầng tảo, những cái giai đoạn mà cây cầu gần như là bỏ hết cái thân mạng của mình để lo cho Ron từng ly từng tí. Và Ron cũng thừa nhận cái điều mà như tôi đã khai thị cho Ron, đó là nếu như cây cầu không còn có mặt trên cuộc đời này nữa thì chắc Ron cũng không thể tồn tại được. Bây giờ các con đi học ở xa hết rồi, còn có đứa nào mà nó có thể về để mà ở với Ron được đâu. Mà cho dù nó có thương cha, nó về ở với cha thì không có đứa nào có thể kề cận bên cạnh để mà phục tùng hết tất cả những cái mong muốn của Ron. Và không có đứa nào có thể hiểu hết ý của Ron mà đừng làm phiền Ron. Không có đứa nào có thể hiểu hết những cái mong muốn sâu sắc của Ron để có thể đáp ứng một cách chính đáng và phù hợp nhất. Chỉ có cây cầu thôi. Chỉ có cái người đã đồng hành với Ron, thầm lặng bên cạnh cuộc đời Ron mấy mươi năm qua mà đôi khi Ron không có nhận ra. Và Ron nói rất là xúc động. Ron nói là tôi chỉ chú ý vào cái vết thương của mình thôi. Tôi chỉ mong muốn mình được lành vết thương, sức khỏe hồi phục. Và tôi chỉ đai nghiến, chỉ cay đắng với những cái tai nạn rủi ro xảy ra. Tôi oán trách đời, oán trách con người, oán trách số phận. Mà tôi quên rằng là bên cạnh tôi còn có một cái điều kiện hạnh phúc rất là lớn. Đó là người vợ lúc nào cũng hy sinh cho mình. Có thể chúng ta có khi chúng ta cũng hành xử với những người thân yêu của mình như là Ron và quý vị. Chúng ta chỉ có đòi hỏi, chỉ có than van, chỉ có so sánh, chỉ có đối chất vặn vẹo, mắc mỏ, làm những người thương sống xung quanh mình rất là khổ sở, kiệt sức. Có thể chúng ta cũng đang không có hạnh phúc giống như Ron vậy. Chúng ta tuy không có bị tai biến, nhưng mà chúng ta bị xáo trộn tâm hồn. Chúng ta có những vết thương trong tâm hồn. Và khi cái vết thương nó bắt đầu nó chi phối, thì chúng ta không còn là chúng ta nữa. Chúng ta là một con người khác. Nếu chúng ta an ổn, vững vàng, thì chắc là chúng ta sẽ không có suy nghĩ, nói năng hay là hành động như vậy. Nhưng chúng ta đã bị cái con quái thú ở trong lòng, vết thương tâm hồn, nó điều khiển, nó muốn chúng ta buông ra những cái chất độc mà làm cho đối tượng bên kia phải đau đớn, phải rơi nước mắt, thì chúng ta mới chịu. Và khi chúng ta bình tĩnh trở lại, tức là khi cái con quái thú nó rút lui, cái vết thương nó ngừng hoạt động, thì chúng ta bừng tỉnh. Chúng ta nhận ra rằng cái người mà chúng ta đã tấn công, cái người mà chúng ta cứ sát muối vào lòng của họ, người đó chính là những người có rất nhiều ân tình với mình. Người đó đã từng hy sinh rất nhiều cho mình. Người đó là người thương của mình. Thì lúc đó chúng ta rất là đau đớn. Chúng ta rất là khổ sở. Và khi mà trong lòng chúng ta nó có quá nhiều sự căng thẳng và bất an đó quý vị, thì chúng ta luôn có khuynh hướng nhìn vào những người thân yêu của mình với những cái khuyết điểm, với những cái yếu kém, với những cái vụng về của họ, để rồi mỗi ngày chúng ta chỉ có chê, chỉ có phê bình, chỉ có nhận xét,
chỉ có đánh giá một cách tiêu cực thôi. Chúng ta quên rằng họ đâu phải là thánh đâu. Họ cũng có một cái sức chịu đựng giới hạn nào đó. Và trái tim họ đâu phải là trái tim của một vị Bồ Tát đâu. Để chúng ta có thể tha hồ thảy vào bao nhiêu nắm muối chúng ta thảy. Họ vẫn là một con người bình thường. Thậm chí là họ đang trong cái cơn khó khăn hơn cả chúng ta nữa. Họ bị áp lực nhiều hơn chúng ta. Họ có nhiều khó khăn cần phải giải quyết hơn chúng ta. Hoặc là họ có những cái vết thương sâu trong tâm hồn đang điều khiển họ, không phải như chúng ta là kẻ đang không có vết thương nào. Vậy mà chúng ta không nhìn thấy được những cái hay của họ, cái đẹp của họ, cái tốt, những gì họ đã hy sinh, đã cống hiến, đã đem đến cho cuộc đời của mình. Đợi tới khi hai bên phải tách ra, một bên xách gói mà đi, người kia bước ra khỏi cuộc đời của mình, hoặc là mình bước ra khỏi cuộc đời của họ, hoặc là nhiều khi chỉ cần một chuyến đi xa thôi quý vị. Lâu lâu chắc là mình cũng nên làm một chuyến đi xa, hoặc là nên để cho người ấy làm một chuyến đi xa. Đi xa phải một hay là hai hay là ba tuần lễ, đủ để thấm cái sự cần thiết có những người thân yêu ở bên cạnh, đủ để thấm thấy cái sự quan trọng của những người thương của mình như thế nào. Khi mà người thương mình ở bên mình thì mình nghĩ rằng chắc người này ở với mình suốt đời, không có đi đâu hết. Mình tin như vậy. Một cách rất là tự nhiên mình nghĩ rằng là người này sẽ ở bên mình mãi mãi, chắc không có dám bỏ mình đi đâu đâu. Nhưng mà ai biết được, cuộc đời này ai mà biết được. Cuộc đời là vô thường, tâm con người cũng vô thường. Nhiều khi mình làm quá, mình tạo ra nhiều áp lực quá, thì lúc một lúc nào đó nhận thức của họ buộc phải thay đổi. Tại vì cảm xúc của họ cứ bị dồn nén liên tục, thì nhận thức của họ buộc phải thay đổi. Có thể họ sẽ quyết định rời bỏ chúng ta. Nhiều khi họ rất là thương chúng ta, rất là yêu quý chúng ta, nhưng mà họ không thể ở nổi với chúng ta. Tại vì không ai có thể ở nổi với một người mà người đó không thấy hết, hoặc là không thấy được những cái hay cái đẹp của mình hết. Quý vị thử nghĩ xem, quý vị có làm được như vậy không? Quý vị có thể ở nổi với một cái người mà người đó lúc nào cũng nhìn mình bằng con mắt thành kiến, định kiến, lúc nào cũng nhìn mình với những cái khuyết tật, với những yếu kém, với những khó khăn, thì mình đâu có muốn sống chung với một người như vậy, phải không? Vậy quý vị nghĩ là người thương của quý vị đó có muốn sống chung với quý vị không? Nếu họ sống chung với mình chẳng qua là vì ràng buộc bởi hôn nhân, bởi giấy tờ, bởi con cái. Nếu họ sống với mình chẳng qua là vì họ chưa có điều kiện để thoát khỏi mình, hoặc là họ thấy mình tội nghiệp quá, họ không nỡ bỏ đi, thì đó là một bi kịch. Liên hệ đó không có thể đem lại hạnh phúc cho nhau. Thành ra khi người thương của mình phản ứng kịch liệt, khi người thương của mình nổi giận, thì đó là một tiếng chuông cảnh báo là họ đang rất là đau khổ. Họ không nhận lãnh được những cái giá trị tốt đẹp từ chúng ta. Và trái tim của họ đang khô héo. Họ đang không tự giúp đỡ họ được. Và họ cần có một sự giúp đỡ từ phía chúng ta. Nếu chúng ta là người thương của họ mà chúng ta không thể làm được điều đó, chúng ta không thể tưới tẩm vào những cái hạt giống hạnh phúc của họ, thì ta có đáng là người thương của họ hay không? Để rồi người thương chúng ta phải đi nhờ một cái người ở bên ngoài tưới tẩm giùm cho họ. Khi quý vị ngồi nghe pháp thoại, hoặc là ở nhà quý vị nghe pháp thoại của tôi hay là những vị thầy tâm linh khác, quý vị cảm thấy mình được nuôi dưỡng, được tưới tẩm, phải không?
Tức là trong lòng quý vị có những cái hạt giống bình an, hạt giống tỉnh thức, hạt giống yêu thương. Và khi mà quý vị mở lòng ra để nghe những cái bài pháp đó, thì quý vị thấy như là mình được tưới tẩm vậy. Những hạt giống nằm sâu ở trong lòng đất tâm của mình đó, nó bắt đầu nó được đón nhận những cái trận mưa pháp xuống. Và những cái hạt giống nào nằm ở trên cạn á, thì nó được đón nhận trước. Nhưng mà có những cái hạt giống nó nằm sâu tầng tầng lớp lớp ở phía dưới đó, nó phải chờ nghe thêm vài bài pháp nữa, vài chục bài nữa, thậm chí là phải vài trăm trận mưa nữa thì nó mới đón nhận được những cái giọt nước để nó có thể nở mầm và trở thành cây, cho ra hoa, cho ra trái. Khi người thương ở bên mình á, họ có nhận lãnh được cái sự tưới tẩm của mình không? Mình thì có điều kiện để, mình có nhân duyên, có điều kiện để nghe pháp. Còn người thương của mình có điều kiện không? Hoặc là họ chưa có duyên, mình mở pháp thoại cho họ nghe rồi mà họ chưa chịu nghe. Mình đưa sách cho họ đọc rồi mà họ chưa chịu đọc. Như vậy gọi là họ chưa có thể tự giúp họ để tưới tẩm hạt giống của mình. Vậy thì họ rất là cần cái sự tưới tẩm của mình. Trong cái cuốn sách Hiểu về trái tim, tôi có đề nghị quý vị là quý vị hãy nên tổ chức cái chương trình làm mới đi. Làm mới tức là mình thấy tình trạng của mình nó quá cũ, và tình trạng giữa mình với người thương của mình nó quá cũ kỹ. Có thể cả hai đang trong một giai đoạn rất là khó khăn, không nhìn mặt nhau được. Mỗi lần nói ra là bên kia hiểu lầm, mỗi lần nói ra là gây xung đột, mâu thuẫn, tranh cãi rồi giận hờn nhau. Mà nếu cứ để tình trạng này tiếp tục như vậy thì cả hai đều không có hạnh phúc. Và có thể là để càng lâu thì phiền não nó càng lớn, thì càng đào sâu thêm hố ngăn cách. Rồi người này lại vô tình tiếp tục làm tổn thương người kia. Rồi người này có thể là nguyên nhân chính yếu để giúp cho người kia bị trầm cảm, hay là rơi vào những cái hội chứng tâm lý cũng không chừng. Làm mới có nghĩa là chúng ta muốn thay đổi, không chấp nhận cách sống như vậy nữa. Cũ quá, ngợp thở quá, mệt mỏi quá. Và mình biết rằng là mình vẫn còn có thể làm thay đổi tình trạng được. Làm mới là cùng nhau ngồi xuống để nhìn sâu vào vấn đề, để giải quyết, để dọn dẹp những cái rác rến mà cả hai đã vô tình tạo ra ở trong quá khứ. Và trước khi quý vị mời người thương của mình ngồi xuống để làm mới đó, thì tôi đề nghị quý vị phải nên tự làm mới mình trước. Nhất là vào những ngày cuối năm á, quý vị từ đây tới cuối năm chắc chắn là cũng bận rộn, dắt dò lên cổ để mà lo giải quyết rất là nhiều chuyện. Nhưng mà nếu được thì quý vị để dành vào có thể là đêm 30 chăng, đêm giao thừa, quý vị dành cho mình một khoảng thời gian chừng khoảng 1 hoặc là 2 tiếng. Quý vị ngồi đó, có thể là mình sẽ tĩnh tâm 10 hay là 15 phút, và sau đó mình mới viết thơ cho chính mình. Viết thơ cho chính mình là một cách để quý vị ngồi đối diện, trực diện với con người của mình, ngồi đối thoại với chính mình. Tại vì nếu mà mình không có viết ra, nhiều khi mình lười đối thoại, hoặc là đối thoại được vài phút rồi mình cho qua, mình không có làm cho kỹ, cho sâu. Thì trong cái sự thực tập này á, nó cần có một sự chân thành. Sự chân thành với chính mình. Mà muốn có sự chân thành thì trước đó quý vị nên ngồi thiền 10 hay 15 phút cho tâm mình tĩnh lặng, cho những xôn xao lăng xăng trộn rộn nó lắng dịu xuống, cho những hờn giận, cho những tự ái, cho những tổn thương nó cũng lắng dịu xuống. Còn lại một cái tâm hết sức là trong trẻo, quý vị mới lấy bút ra ghi xuống: Tèo ơi, Tí ơi, Mẹt ơi, Mít ơi. Gọi ngay những cái nickname dễ thương nhất của mình á. Một năm qua mày làm ăn sao? Có thể là về công việc thì rất là tốt, tạo ra nhiều tiện nghi vật chất, có thêm quyền lực trong xã hội, được nhiều người kính trọng ngưỡng mộ. Nhưng mà trong liên hệ tình cảm thì sao? Làm có tốt không?
làm tròn trách nhiệm không, làm có hay không, có làm cho người thương mình hạnh phúc được không, và với chính mày, mày đã thương mày đủ chưa, có nhiều thời gian để quan tâm bản thân chưa, như là tập thể dục, như là đọc một cuốn sách hay, như là ngồi trò chuyện với những bậc hiền triết hay là những bậc hiền đức hay là những người có phẩm chất tốt mà mày đã từng mong muốn chưa? Có rất nhiều kế hoạch dự án để thay đổi bản thân hay là làm mới bản thân mày đã làm chưa? Đó là những giây phút ngồi nhìn lại mình rất là quan trọng. Nếu quý vị vừa ăn vừa nhìn, vừa đi vừa nhìn, vừa nói chuyện vừa nhìn, vừa làm việc vừa nhìn lại mình thì nó không có kết quả. Phải ngồi yên xuống. Quý vị biết là tôi tu hành mấy mươi năm rồi, hăm mấy năm rồi, mà mỗi đêm giao thừa, từ hồi nhỏ tới lớn tôi luôn giữ cái thông lệ là đêm giao thừa thì tôi dành ra 2 tiếng đồng hồ cho riêng mình. Trước hết là làm một bài thơ bên chén trà trong đêm giao thừa. Thường là trước giao thừa làm một bài thơ, và sau giao thừa thì viết một đoạn văn. Và sau một đoạn văn đó là một cái lá thơ viết cho chính mình. Và mấy mươi năm, bao nhiêu cái lá thơ viết cho chính mình tôi vẫn còn giữ. Và bây giờ mở ra đọc rất là vui. Tức là mỗi một năm mình nhìn lại mình thấy rõ ràng cái cuộc hành trình của mình đang đi tới, luôn luôn đi tới. Và có những điều mình hứa mà mấy năm sau mình mới thực hiện được. Và thật ra có những điều tôi đã nhận ra được rồi mà tới bây giờ vẫn chưa làm tốt thật sự được. Và khi mình đọc lại những cái thơ đó, mình nhớ là mình đã có những cái mục tiêu cho năm vừa qua mà mình vẫn chưa tập trung vào nó để giải quyết, thì năm nay mình phải hoàn tất. Nhờ cái những lá thơ đó đó, mình thấy được những tiến bộ của mình. Mình thấy được cái cuộc hành trình của mình đi nó thật là gian nan vất vả, nhưng mà nó cũng có nhiều hoa trái, rất là vui, rất là hạnh phúc quý vị. Và khi mình ngồi mình viết thơ cho mình, tức là mình dám đối diện thẳng với những cái yếu kém, với những cái vụng về của mình. Nhưng mà trước tiên quý vị ghi ra những yếu kém vụng về, tôi đề nghị quý vị hãy ghi ra những cái hay trước, những cái tốt đẹp trước, những cái thành công trước. Năm qua mày đã làm được gì vậy Tí? Tí ơi, thí dụ nickname của quý vị là Tí hay là Mẹt ơi, năm qua mày đã làm được những cái gì hay ho, kể nghe nào. Thì ghi xuống là năm qua đã có thể có được một công việc như ý, rồi đã kết nối được cái liên hệ bền vững với những người thân trong dòng tộc, rồi đã xin lỗi được mẹ, làm cho mẹ hết giận, rồi giúp các con của mình thân thiện với mình hơn, xem mình như là những người bạn, rồi xây dựng được một nhóm những người bạn, thí dụ như là ăn chay hay là tập dưỡng sinh hay là tu thiền hay là hướng tới những giá trị tâm hồn, vân vân. Thì quý vị ngồi liệt kê ra hết. Mình còn nhớ là mình còn làm thêm công việc tư vấn tâm lý lậu nữa, tức là không có license, không có qua trường lớp, không có giấy phép, nhưng mà mình cũng giúp vài đứa bạn đó đã được thông suốt những cái khúc mắc trong tâm hồn và có những cái nội kết với những người thân yêu của nó, và đã giúp nó trở về được với gia đình. Có nhiều khi là mình phải nhờ tới cuốn sách hay là bài pháp thoại của thầy Minh Niệm cũng không chừng, để mà giúp được những người bạn. Thì đó là những thành tích của mình. Ngồi ghi ra hết, có thể là một tiếng không đủ nữa, và mình có thể xúc động, mình thấy mình rất là hài lòng về chính mình, thậm chí là tự hào về chính mình, là một năm vừa qua mình đã có những nỗ lực rất là lớn. Nhưng mà mình cũng nhớ mở lại cái lá thơ năm trước đó, để mình xem là so với năm trước thì mình tiến bộ như thế nào, để mình thấy rằng là mình đang đi tới hay là vẫn dậm chân tại chỗ hoặc là tụt lùi. Và cái giây phút mà mình ghi một cách thành thật nhất nha quý vị, không trang điểm, không nói thêm, không tưởng tượng, không giả đạt ha. Mình ngồi đối thoại với Đức Phật trong lòng của mình, bản thiện của mình, con người hay ho nhất của mình. Thành ra là mình phải ghi những cái điều chân thật nhất. Và khi mình đọc xong những cái hay, cái đẹp, những cái tốt, mình hết hồn. Không ngờ là mình cũng được quá ha.
không đến nỗi nào. Vậy mà đã có lúc mình đã quên, mình tưởng chừng là mình chưa làm được gì cả, mình tưởng chừng là mình chỉ là những cái yếu kém, những cái vụng về mà chính mình nhận ra, hoặc là do người thương mình chỉ điểm. Và mình đã tập trung quá nhiều vào những cái khuyết điểm, những điều chưa làm được, những cái dở, và mình đã quên chú ý tập trung vào để ghi nhận, để thừa nhận những cái bước tiến bộ của mình. Đó là một sự thực tập sai trái, đó là một thái độ không đúng đắn trong quá trình tu tập chuyển hóa hay là bước lên con đường hạnh phúc chân thật. Bạn phải ghi nhận một cách đầy đủ chân thật tất cả những gì đã diễn ra trong đời sống của bạn. Điều đó nó quyết định làm cho bạn có hạnh phúc hay là không có hạnh phúc. Nhiều khi bạn không có hạnh phúc tại vì bạn chú ý quá nhiều vào những điều chưa đạt được, chưa hay ho, chưa thật sự là thuyết phục được bạn. Trong khi đó chỉ cần quay lại nhìn những nỗ lực, những thành tựu dù là rất nhỏ, dù là chưa phải là viên mãn lắm, nhưng mà nó có thể làm cho bạn hài lòng, thậm chí là tự hào và hãnh diện và rất là hạnh phúc. Cho nên đây là một bài thực tập rất là quan trọng. Nếu quý vị mà không có ghi nhận được những cái ưu điểm, những cái hay, những cái đẹp của mình á, quý vị chỉ chú ý vào những cái khuyết điểm, cái dở, cái yếu kém thôi đó, thì quý vị sẽ sử dụng cái cách này cho những người thương ở xung quanh của mình. Nói một cách khác là mình muốn ghi nhận những cái hay, cái đẹp, mình muốn tưới tẩm vào những cái hạt giống hạnh phúc của người thương mình á, thì mình phải tự tưới tẩm vào hạt giống hạnh phúc của mình trước. Thí dụ khi quý vị ngắm một đóa hoa nở, quý vị đặt 100% vào cái giây phút hiện tại để ý thức rằng là tôi đang ngắm một đóa hoa nở. Và trong giây phút đó, những cái lo lắng, những căng thẳng, những sầu muộn quý vị nó có thể nó tạm thời lắng xuống. Hoặc là khi quý vị ngồi ở bên dòng sông, nhìn dòng sông chảy, nghe tiếng chim hót, hoặc là trở về kết nối với hơi thở, lòng quý vị nhẹ nhàng, thảnh thơi, an vui trong giây phút hiện tại, tạm thời không luyến tiếc quá khứ nữa, tạm thời không mơ tưởng tới tương lai nữa. Đó là giây phút quý vị làm gì? Tự nuôi dưỡng hạnh phúc cho mình. Mà khi mà mình có hạnh phúc đó quý vị, thì điều đó cũng đồng thời là quý vị đang nuôi dưỡng hạnh phúc cho những người thân yêu của mình. Ở trong bài hát What a Wonderful World, thế giới này tuyệt đẹp làm sao, có cái câu tôi rất là thích là I see tree of green, red roses too, I see them bloom for me and you. Đó là tôi nhìn những cái cây xanh, những cái đóa hoa hồng nở, và tôi ngắm nó cho tôi và cho em. Tôi ngắm nó cho tôi và cho anh. Tôi ngắm nó cho tôi và cho cha mẹ tôi. Tôi ngắm nó cho tôi và cho các con, cho những người thân yêu của tôi. Ủa làm sao mà công năng nhiều dữ vậy? Trong khi đó bạn chỉ có một mình bạn đang có mặt tại cái nơi tĩnh lặng màu nhiệm đó thôi. Chỉ có mình bạn đang ngắm đó hoa thôi. Tại sao có rất nhiều người thương của bạn đang hưởng vậy? Tại sao quý vị? Tại vì người thương của bạn đang ở trong bạn, trong từng tế bào, trong từng hơi thở. Cái sự kết nối giữa bạn với người thương của bạn chưa bao giờ đứt đoạn bao giờ. Dù có lúc quý vị muốn nó đứt đoạn cho rồi mà không bao giờ đứt được. Sự kết nối giữa mẹ với con không bao giờ đứt được, dù mẹ có lúc muốn bỏ con cho rồi. Tại vì con ngỗ nghịch, con không có dễ thương, hay là con đã làm những cái điều sằng bậy đối với mẹ hay là đối với xã hội. Và đã có những lúc mình không muốn tiếp tục kết nối với người ấy nữa. Nhưng mà các nhà khoa học nói rằng là chúng ta luôn luôn tương tác, tác động qua lại lẫn nhau. Và Đức Phật nói rằng đời sống của chúng ta luôn được nuôi dưỡng bởi các cá thể xung quanh, các pháp xung quanh. Vì vậy cho nên rằng là khi chúng ta có hạnh phúc thì người thương của chúng ta cũng có hạnh phúc. Khi quý vị ngồi thiền, điều đó cũng có nghĩa là quý vị đang ngồi thiền cho mẹ, cho cha, cho anh chị em, cho những người thương của mình. Tại vì tất cả họ đang có mặt ở trong quý vị, không phải bằng hình hài nữa,
Nó không giới hạn trong hình hài nữa, mà nó có mặt trong quý vị, trong tình thương yêu, trong sự quan tâm, trong từng tế bào của di truyền. Người thương của quý vị có mặt trong quý vị một cách rất là vô tướng. Dù quý vị có muốn loại trừ nó cũng không loại trừ được. Thí dụ trong cái đóa hoa thì nó có chứa mặt trời. Mặt trời có mặt trong đóa hoa một cách rất là vô tướng. Dù không có hình trạng nào hết, nhìn vào đóa hoa không thấy mặt trời, nhưng điều đó không có nghĩa là trong đóa hoa không có mặt trời. Tại vì không có mặt trời thì hoa sẽ héo, hoa không có thể nở được. Không có nước thì hoa sẽ chết. Vậy thì nước đang có mặt ở trong hoa, cũng giống như là cha mẹ, ông bà, tổ tiên, con của mình, người thương của mình luôn có mặt ở trong mình. Cho nên khi mà mình làm cho mình bình an, khi mình làm cho mình có hạnh phúc, là mình vừa nuôi dưỡng chính mình mà mình vừa nuôi dưỡng người thương của mình. Đó là một cách, đó là một cách. Thành ra là khi quý vị không có thể tạo ra những tiện nghi vật chất, danh dự hay là tình cảm cho những người thương của mình, có thể là họ không cần nữa, có thể là họ đang ở rất xa, thì chúng ta vẫn còn một cách khác để nuôi dưỡng người thương của mình. Xin nắng về nơi đó, hoa vẫn nở điềm nhiên, đời không thôi khốn khó, gửi nhau chúc bình yên. Bình yên là cái thứ đắt đỏ nhất bây giờ đó quý vị. Không phải là điện thoại hay là xe đời mới hay là những cái khu nhà ở nơi sang trọng đâu quý vị. Những người họ có những tiện nghi vật chất và quyền lực lại là những người thiếu bình yên nhiều nhất. Và có thể nói là họ không biết bằng cách nào để có được một chút bình yên trong tâm hồn. Những người mà bị tổn thương tâm lý, muốn có 5 phút bình an trong tâm hồn cũng không có nữa. Quý vị còn có thể làm được điều đó, còn có thể chế tác ra năng lượng bình an qua nửa giờ ngồi thiền, qua nửa giờ đi thiền hành, qua nửa giờ ngồi thật yên với tách trà, với không gian yên bình. Đó là sự tuyệt diệu, vi diệu. Quý vị đang sở hữu một cái khả năng, một cái gia tài rất là lớn, mà người thương của mình á, có thể đang cần cái sự bình yên của mình hơn tất cả. Họ có thể cần tiền của quý vị một ít, họ có thể cần cái quyền lực, cái danh dự quý vị một ít, nhưng cái họ cần hơn á, đó là năng lượng bình an của quý vị. Mỗi lần mình xuất hiện trước họ, mình mang lại một năng lượng bình an. Mỗi lần họ gọi mình, họ nghe cái giọng của mình, họ cảm thấy khỏe, thấy nhẹ. Mỗi lần mình đến bên cạnh họ đi, mình hỏi một câu hỏi, dù chỉ là một câu hỏi rất là đơn sơ nhẹ nhàng, như là có khỏe không, có ăn cơm chưa, rồi bữa nay thấy trong lòng như thế nào, có hạnh phúc không. Những câu nó rất là bình thường, nhưng mà mình thấy được bảo vệ, được chở che, được ủy lạo, được nuôi dưỡng rất là nhiều. Vậy thì người thương của mình đang cần cái năng lượng bình an mà mình có để mình hiến tặng hay không? Nếu cái mà người thương mình đang rất là cần mà mình lại không có, thì điều đó nó quá tiếc đi. Điều đó quá ư là tội nghiệp cho chính mình đi. Mình cứ lo làm cái gì không mà người thương mình đang rất là cần cái năng lượng bình an mà mình không có tạo ra được. Vậy cho nên là khi mà quý vị có được chút năng lượng bình an, quý vị gửi cho người thương của mình, gửi có nghĩa là hướng về họ. Có thể là qua một cuộc điện thoại, có thể là qua một cái email, một tin nhắn, một món quà gửi đi. Hoặc nhiều khi chỉ cần là nhớ nghĩ tới họ là cái năng lượng bình an đã tràn về phía họ. Đó đã là một món quà quý giá rồi. Đó là cái thứ mà người thương của mình đang rất là cần. Thành ra khi quý vị đang tu luyện, dù là không có người thương mình ở đây, khi quý vị giữ giới, khi quý vị sống theo khuôn khổ, nguyên tắc để bảo vệ thân thể và tâm hồn của mình, khi quý vị làm cho mình có bình an, có hạnh phúc, thì người thương của mình, ông bà, cha mẹ, tổ tiên của mình ở đâu cũng đều được thừa hưởng hết. Chúng ta chưa bao giờ có một đời sống của riêng mình cả. Đời sống của chúng ta là đời sống của sự tương tác, của sự tương tức, của sự kết nối của rất nhiều đối tượng. Cho nên chúng ta không thể nào có một chủ trương là sẽ sống cho riêng mình, sẽ tự tạo hạnh phúc cho riêng mình mà không cần ai trên cuộc đời này.
tuần tới cái chỗ tôi ở có chào đón khoảng 80 em học sinh của trường Nhật ngữ Đông Du tới để hành thiền trước khi các em trở về quê ăn Tết. Và chúng tôi lấy cái tên của cái khóa hành thiền một ngày cho các em, tên là I am here for myself. Tôi đang có mặt cho chính tôi đây. Có thể là các em trong quá khứ các em đã chưa biết thương mình đủ. Các em lo bận học hành, bận tranh chấp hơn thua. Các em lo yêu đương lộn xộn, cứ lo quan tâm, cứ lo canh me, cứ lo rượt đuổi theo người khác, mà các em chưa thật sự là biết quay về chăm sóc bản thân mình. Trong khi tâm hồn của em thì đang rất là lạc lõng, rất cô đơn. Trong em có rất nhiều sự sân hận, bực tức, có nhiều vết thương tâm lý mà em chưa được quan tâm đầy đủ. Hoặc là đơn giản là em đang rất là cần có một nội lực lớn hơn để có thể bước vào biển lớn, bước vào cuộc đời mà em chưa có biết cách để trang bị. Thì cái khóa thiền này dù chỉ xảy ra có một ngày thôi, nhưng mà chúng tôi có kỳ vọng rằng các em có cơ hội được ngồi thật yên xuống, ngồi thiền. Có thể là các em chỉ cần mỗi lần ngồi thiền chỉ cần nửa giờ thôi. Các em không có chạy ngược, chạy xuôi, không có bắt điện thoại, không có lên Facebook, không có lang thang trên các trang mạng, không có chuyện trò nữa. Em cắt những cái nguồn thực phẩm đó, những cái nguồn thực phẩm có tính chất tàn phá và làm xáo trộn tâm hồn của em, mà em được quay về chính mình, kết nối với chính mình qua hơi thở, qua cái dáng ngồi thật là yên. Và chính em sẽ nhìn thấy những cảm xúc, những cái vọng tưởng bắt đầu nó lắng dịu xuống, và thấy bên trong con người của mình nó vẫn còn một cái con người khác rất là dễ thương, rất là trong trẻo, rất là màu nhiệm. Và em bắt đầu sẽ trân quý bản thân mình nhiều hơn. Và em sẽ được hướng, các em sẽ được hướng dẫn đi thiền hành, các em được hướng dẫn kết nối với thiên nhiên, làm sao mà trong suốt 8 tiếng đồng hồ ở trong khóa thiền, các em được trở về với chính mình càng nhiều càng tốt. Và khi các em được trở về với chính mình rồi thì các em sẽ cảm thấy hạnh phúc có thể đến từ bên trong, chứ không nhất thiết là phải nắm bắt hay là tìm cầu ở bên ngoài. Và khi mà các em thực tập được I am here for myself thì các em mới có thể thực tập thêm một cái bài thực tập nữa, đó là I am here for you. Tôi đang có mặt ở đây cho bạn, con có mặt ở đây cho mẹ nè. Một con người hồn hậu, trong trẻo, dễ thương, một đứa con ngoan đang có mặt cho mẹ nè. Con có mặt 100% luôn đó mẹ. Có thể trong quá khứ mặc dù rất là thương mẹ, nhưng mà dường như con chưa bao giờ có mặt một cách đích thực trước mẹ cả. Rất là nhớ mẹ, nhớ mẹ cho nên mới khăn gói về quê thường xuyên. Vậy mà mỗi lần gặp mẹ rồi thì lại bóc điện thoại ra nói chuyện với người yêu. Mỗi lần ở bên mẹ thì bàn chuyện đông, chuyện tây, chuyện chứng khoán, chuyện thị trường, kể cả chuyện chính trị nữa, mẹ không có biết gì hết. Mẹ chỉ nghe thôi mà con không có cảm giác được, con kết nối được với mẹ. Và rất là nhớ mẹ, nhưng mà mỗi lần về gặp mẹ là kiếm chuyện, góp ý, phê bình, nhận xét, chê bai, trách móc đủ điều rồi sẽ nói bỏ đi. Cho nên là con nhận thấy rằng trong quá khứ con đã chưa thật sự có mặt cho mẹ. Nhưng mà bây giờ con đã có tu thiền rồi, con biết ngồi thiền, con biết quay về nuôi dưỡng tâm hồn, cho nên Tết năm nay con nhất định, hoặc là mình có thể viết trong cái lá thơ của mình là năm nay nhất định mình sẽ phải làm thật tốt một cái chuyện, đó là về gặp những người thân trong gia đình, mà đặc biệt là mẹ chẳng hạn. Sẽ dành rất nhiều thời gian để ngồi chơi với mẹ, ngồi để quan sát những việc mẹ đang làm, để lắng nghe những cái câu chuyện nó vẫn còn chất chứa trong lòng của mẹ, hoặc là chỉ để ngắm nhìn cái gương mặt già nua, nhăn nheo, cớp thùng thiết của mẹ thôi, thì lòng cũng thấy hạnh phúc lắm rồi. Giống như trong tác phẩm Bông Hồng Cài Áo của thiền sư Thích Chất Hạnh có nói là, rồi một chiều nào đó anh đi học về hay là bạn đi làm về, vào trong phòng mẹ, thấy mẹ đang
may vá, hoặc là xuống bếp thấy mẹ đang lúi húi nấu ăn, anh đừng nói gì cả và em cũng đừng nói gì cả, chỉ đứng từ xa mà quan sát để ý thức rằng mẹ vẫn còn đó và mình vẫn còn đây, vẫn còn nhìn thấy nhau, vẫn còn tiếp xúc được với nhau. Mom, I know you are there. I'm very happy. I'm here for you. Mẹ, con biết mẹ còn đó. Thật là tuyệt vời. Và con ý thức là con vẫn còn đây. Con đang nhìn vào mẹ đó. Con đang sống trong ý thức là còn có mẹ. Con rất là hạnh phúc. Lúc nào điện thoại gọi mình cũng nhấc máy hết. Lúc nào tin nhắn gửi đi mình cũng đáp trả. Lúc nào trên Facebook có một vài cái hiện tượng là mình nhảy vào mình comments, mình nhận xét mà mình chưa bao giờ nghe được cái tiếng lòng của mẹ. Mẹ rất là muốn mình cho mẹ một khoảng thời gian được gần ở bên mẹ. Đừng có bận rộn, đừng có lây hoay, đừng có kiếm chuyện, đừng có hạch hoẹ gì hết. Chỉ đơn giản là trong ý thức rằng hai mẹ con đang có mặt cho nhau. Có thể ngày mai bạn sẽ không còn cơ hội đó nữa. Và tác giả của cuốn Bông Hồng Kẻ Áo có nói rằng vì chúng ta là người Đông Phương á, cho nên chúng ta rất ít khi nói được câu nói mà mẹ, dù là người mẹ Đông Phương hay là Tây Phương, đều rất là muốn nghe. Đó là: mẹ ơi, mẹ có biết không? Mẹ có biết là con thương mẹ lắm không? Nhiều khi chúng ta ngại quá, nói như vậy chắc chết quá. Nói câu đó xong chắc sùi bột bép ngã xuống chết quá, giải đạch đạch mà chết. Nói xong chắc là xấu hổ lắm, thúi mặt, muối mặt. Nhưng mà mình nói câu đó hàng ngàn lần với người thương của mình, mà cuối cùng họ cũng xách gói bỏ đi à. Đáng đời chưa? Nói I love you với người yêu thì rất là dễ, phải không? Tại vì trong cái nói đó nó có cái sự khát khao, có cái sự chiếm hữu, có phiền não tham dự. Nhưng mà khi mình nói với mẹ với tất cả sự trân trọng, I am here for you, con đang có mặt ở đây cho mẹ nè. Mà phải có mặt thật sự nha. Mà có mặt thì phải dễ thương, phải thư giãn, phải ngọt ngào. Chứ có mặt mà một đống, có mặt mà quạo quọ, có mặt mà sừng sỏ, có mặt mà hạch hoẹ, thì có mặt để làm gì? Cho nên nhiều khi mình với mẹ sống chung mấy mươi năm qua rồi mà chưa bao giờ thấy sự có mặt của mẹ hết. Mẹ vẫn quần quật dọn dẹp nhà cửa, xếp quần áo, nấu ăn cho mình mỗi ngày, mà chưa có bao giờ nhìn thấy sự có mặt trọn vẹn của mẹ. Thấy mẹ như một cái bóng mờ bước qua bước lại, là tại vì mình cũng là một cái bóng mờ. Mình cũng chưa bao giờ có mặt thật sự cho chính mình, thì làm sao mình có mặt cho mẹ được? Mà khi mình không có mặt cho mẹ, có nghĩa là mình sẽ không thấy được sự có mặt của mẹ. Quý vị thấy không? Chỉ cần có mặt thôi là đã có hạnh phúc rồi. Đừng mơ tưởng nữa. Tạm ngưng mong cầu đi. Tạm dừng lại những cái cuộc rượt đuổi tư tưởng để nắm bắt dự án này, dự án nọ. Chỉ cần có mặt trong giây phút hiện tại, ý thức những gì đang xảy ra, biết mình đang có mặt ở đây và những người thương có mặt xung quanh mình, đã là hạnh phúc rồi. Đừng có muốn gì hết, đừng chống cự gì hết, đừng góp ý, đừng phê bình, đừng nhận xét. Cứ im lặng mà quan sát, im lặng mà thưởng thức. Đó chẳng phải là một điều tuyệt diệu sao quý vị? Vậy thì trong cái lá thơ mình ngồi xuống làm mới với chính mình, thì mình hãy tự nói với chính mình rằng là một trong những điều mà mình cần phải làm quyết liệt nhất trong năm tới, đó là sống sâu sắc hơn, sống kỹ hơn. Có thể một năm qua mình đã sống vội quá, gấp quá, hời hợt quá, cho nên mình đã rơi vào tình trạng hờ hững, vô tâm với các đối tượng ở xung quanh mình. Thì bây giờ mình nhận ra điều đó, và nếu mà mình không có làm liền bây giờ đó, có thể là sau này mình sẽ hối tiếc. Cho nên là mình sẽ có mặt nhiều hơn với chính mình, với chính mình trước, rồi sau đó mình sẽ có mặt nhiều hơn với mẹ, với cha, với anh, với chị, với em, với con, với người thương của mình. Và tôi xin nhắc lại là một sự có mặt đích thực, một sự có mặt cần thiết cho người thương,
chứ không phải có mặt với cái mặt lạnh tanh, nhăn nhó quả quả. Phải là một đóa hoa. Bạn vẫn là một đóa hoa hồng nhỏ của cha, của mẹ, em sẽ là hoa hồng nhỏ. Bài hát này không chỉ dành cho bé thơ, mà dành cho tất cả chúng ta. Tại vì quý vị thử về với mẹ đi, dù quý vị bao nhiêu tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, thì quý vị vẫn nhận được một tình cảm rất là ngọt ngào, dịu dàng, ấm áp và bền vững, không điều kiện từ mẹ, từ cha, từ những người thân yêu của mình. Mà những cái thứ đó cuộc đời không bao giờ cho bạn được. Chỉ cần bạn thắp lên sự tỉnh thức là bạn có thể nhận được. Vậy thì sự có mặt của bạn đã là một sự tưới tẩm hạt giống hạnh phúc trong mẹ, trong chị, trong anh, trong em, trong những người thương của mình rồi. Chỉ cần có mặt thôi. Có mặt một cách dễ thương, nhẹ nhàng. Có mặt 100% bằng tất cả con người của mình. Ngồi chơi với họ, ngồi lắng nghe họ, ngồi quan sát họ là đã là một sự tưới tẩm rồi. Huống gì chúng ta còn có thể nói một câu nói chân thành: mẹ ơi, con rất là biết ơn mẹ. Nhờ có mẹ mà con mới có được ngày hôm nay. Cha ơi, con là sự tiếp nối của cha. Con thấy rất rõ những tính cách nghiêm túc, kỷ luật, hào hùng, biết hy sinh cho người khác. Nó từ đâu mà ra nếu không phải là được trao truyền từ cha chứ. Mình nói với người thương của mình: này em, nếu mà không có em thì anh nghĩ cuộc đời anh sẽ là một cuộc đời khác rồi. Có thể là sẽ rất là vất vả, rất là gian truân. Cuộc đời anh có thể đi một cái hướng rất là sai lầm. Nhờ sự có mặt kịp thời của em, nhờ cái ân tình của em, nhờ sự hy sinh của em mà anh mới có được ngày hôm nay. Hoặc là nhờ có anh mà em mới có thể biết được thiện, nhờ có anh biết được những giá trị tốt đẹp, những cái hệ giá trị tốt đẹp. Mà nếu không có anh bước vào trong cuộc đời của em thì em đã là một con người khác rồi. Những câu nói như vậy nó có khó khăn gì không quý vị? Không có khó khăn gì cả. Nhưng mà nó là một cái liều thuốc an thần mà người thương mình đang rất là cần. Mình vẫn có thể làm được, mà tại sao mình bón xẻn keo kiệt chi mà mình không chịu tạo ra? Vậy thì bây giờ mình chưa có hứng làm á, thì đợi tới đêm giao thừa luôn đi. Mình làm mới người thương của mình. Sau khi mình viết cái lá thơ làm mới chính mình rồi, thì mình nên ngồi xuống làm mới với người thương của mình. Thì trong cái cuốn sách Hiểu Về Trái Tim á, tôi nói làm mới nó có tất cả là 4 bước. Bước thứ nhất là tưới hoa, nói lên công ơn của những người thương của mình đối với mình. Họ đã làm cái gì cho cuộc đời của mình? Nói một cách chân thành, nói bằng trái tim. Thì chỉ cần bước thứ nhất thôi, nói với tất cả sự trang trọng, sự hết lòng, là người thương mình đã hạnh phúc rất là nhiều rồi. Có thể mình sẽ có nhiều cách nói khác nhau. Có thể mình sẽ nói thẳng như là: I love you mom, con rất là thương mẹ, mẹ có biết không, nếu mình có can đảm. Còn nếu mình không có can đảm thì mình nói một câu khác nó đỡ ngại hơn. Thí dụ như: mẹ ơi, sao ha, mẹ có thấy con giống mẹ không? Thí dụ vậy, nói nịnh một câu như vậy. Hoặc là mấy đứa bạn của con nói: sao mà con giỏi quá, con nấu ăn ngon quá, con khéo léo quá, mẹ biết nhờ ai không? Nhờ mẹ đó. Chỉ cần nói như vậy thôi hả quý vị, là mẹ mình đã rất là hạnh phúc. Người Đông Phương mình ít có thói quen khen lắm quý vị. Chê không à. Và mình chê riết rồi người thương tưởng là họ không có giá trị trong mắt của mình nữa. Và khi mà họ cảm thấy là họ không có được nuôi dưỡng hạnh phúc từ mình, không được công nhận từ mình, không được quan tâm, yêu thương từ mình, thì họ sẽ đi tìm người khác. Đó là lẽ tự nhiên thôi mà. Khi mà họ không thể tự tạo ra niềm hạnh phúc cho họ, thì họ sẽ cần một người khác để tưới tẩm. Mà trớ trêu thay, cái người mà sống bên cạnh họ rất nhiều năm trong cuộc đời, mấy mươi năm, mà lại không thể tưới tẩm vào hạt giống hạnh phúc của họ, mà để một người xa lạ hoặc là đầy nguy hiểm nào đó đã tưới tẩm vào những cái hạt giống đó. Ai cũng có những hạt giống hạnh phúc hết.
Có người có thể tự tưới tẩm cho mình, và có người phải cần có người khác tưới tẩm. Quý vị hãy tự đặt cho mình câu hỏi: mẹ mình có cần mình tưới tẩm hạt giống hạnh phúc không? Cha có cần không? Vợ mình, chồng mình, các con của mình có cần mình tưới tẩm hạt giống hạnh phúc không? Mà muốn có thể tưới tẩm hạt giống hạnh phúc cho họ thì mình phải có hạnh phúc trước. Mình phải có bình an trước. Mình phải rất là thoải mái, tràn trề năng lượng thì mình mới có thể nói cái câu nói đó. Cái câu nói rằng em rất biết ơn anh nó dễ như vậy đó, hay là anh rất biết ơn em nó dễ như vậy đó, mà mở miệng không được. Mở miệng không được là tại vì mình còn tự ái. Mình đang cạn kiệt năng lượng, mình còn nghĩ về mình nhiều quá. Cho nên mình phải làm mới mình trước, phải dọn dẹp rác rến trong lòng trước. Làm sao thấy trong lòng mình nhẹ nhàng, thoải mái, thanh thản thì mình mới có thể tưới tẩm hạt giống hạnh phúc đó vào người thương của mình. Có hay chăng là trước đêm giao thừa hay là sau phút giao thừa, gia đình mình sẽ ngồi quay quần lại trong một bàn trà, và từng thành viên của gia đình chỉ nói một cái điều duy nhất, đó là khen mà không có chê, khen mà không có chữ nhưng mà. Thí dụ như anh ơi, tôi rất là biết ơn anh, nhưng mà liền là không được. Hay là mẹ thấy con cũng giỏi cũng tốt, nhưng mà là không được. Hay là con rất là biết ơn ba với mẹ, tuy nhiên là không được. Tuy nhiên nhưng mà để năm sau nói. Hạ hồi phân giải. Bây giờ người thương mình cần được mình tưới hoa, cần được mình tưới tẩm vào hạt giống hạnh phúc của họ. Và mình có cái công năng đó, mình có năng lực đó. Chỉ cần mình nói với họ một câu chân thành là họ có hạnh phúc. Cái người nào mà vỗ tay lớn là người đó đang rất là cần. Và không có gì xấu hổ hết quý vị. Cái gì xấu hổ hết. Và đôi khi tôi cũng muốn hỏi quý vị là quý vị có rảnh không, khen tôi vài câu cho tôi cảm thấy ấm phổi. Tu cũng có lúc tu được, tu không được ha. Có lúc mạnh cũng có lúc yếu. Những lúc mạnh là không có cần ai phải tưới tẩm nâng đỡ gì cả. Nhưng mà lúc yếu thì mình cũng cần được công nhận, ít nhất một câu công nhận thôi. Nhưng mà tôi cũng rất là hạnh phúc khi mà tôi chọn cái con đường này và cái công việc này. Tôi cũng đã giúp ích được một ít cho mọi người bớt khổ đau. Và khi mọi người bớt khổ đau thì mọi người gửi về tôi những cái lời cảm ơn rất là chân thành, rất là sâu sắc. Nhiều khi họ cũng không biết là họ gửi những cái câu đó ở trên Facebook của đoàn thể của tu học của tôi là tôi có nhận được hay không, hay là gửi email vậy thì tôi có nhận được hay không. Thì quý vị yên tâm là tôi nhận được hết, chỉ có điều là không có trả lời thôi, là tại vì không có điều kiện để trả lời. Và quý vị cảm thông cho là thật ra là đông quá cho nên là tôi không biết phải làm sao để có thể trả lời hết. Thôi giờ gom lần trả lời luôn lượt là rất cảm ơn quý vị. Tôi luôn sống trong tinh thần là người cho, người nhận cảm ơn người cho đã đành rồi, mà người cho cũng phải cảm ơn người nhận. Tại vì không có người nhận thì sẽ không có người cho. Quý vị tự nghĩ nếu mà tôi ngồi đây mà không có ai ngồi nghe pháp thoại tôi hết thì tôi ngồi đây làm gì giờ? Và tôi nói pháp thoại với ai đây? Tôi cũng đã từng ngồi pháp thoại một mình thu âm mà nghe nó rất quớt à. Không có hồn vía gì hết. Phải có người ngồi ở đây, mà càng đông thì nói càng hay nữa. Cho nên nhờ có đại chúng ngồi nghe, nhờ có đại chúng tiếp thu những cái bài chia sẻ của mình, áp dụng vào đời sống để thay đổi được tình trạng đời sống của mình, chữa lành phần nào vết thương trong tâm hồn, hoặc là làm cho đời sống mình càng ngày càng hạnh phúc và tốt đẹp hơn, thì đó là quý vị đã nuôi dưỡng tôi rồi đó. Tôi hay nói với các học trò, nhất là học trò xuất gia của mình, là các con nhớ nuôi thầy nha, và thầy cũng sẽ nuôi các con. Thì lúc đó các vị đệ tử xuất gia của tôi thì ở Miến Điện, còn tôi thì ở Việt Nam, hoặc là ở Mỹ, hoặc là ở Úc. Thì hai thầy trò làm sao mà nuôi dưỡng nhau được. Đó là mỗi khi các sư cô, sư chú mà đi ngồi thiền á, siêng năng đi ngồi thiền, tinh tấn tu tập, chuyển hóa, thì tôi nói rằng là các vị đó đang nuôi dưỡng tôi.
Và mỗi khi tôi ngồi thiền thì tôi cũng đang ý thức là tôi đang nuôi dưỡng học trò của mình, nuôi dưỡng ông bà, cha mẹ, tổ tiên, anh chị em của mình, cũng là nuôi dưỡng quý vị. Là tại sao? Tại vì nếu mà tôi ngồi thiền nhiều hơn, ngồi thiền có phẩm chất, tâm tôi lắng yên, có bình an, có trí tuệ, có nhiều cái thấy tuyệt vời, có nhiều kinh nghiệm quý giá, thì sẽ tiếp tục cống hiến được cho quý vị. Cho nên chúng ta vẫn luôn đang nuôi dưỡng nhau, và chúng ta luôn rất là cần nhau. Mặc dầu đứng trên mặt hiện tượng, đứng trên mặt hình thức, thì có vẻ như quý vị chịu ơn tôi nhiều hơn, phải không? Tôi là người cho, quý vị là người nhận. Nhưng mà trong bản chất sâu xa thì tôi cũng đang thừa nhận từ quý vị. Những cái câu chuyện của quý vị, những câu chuyện dù rất là thương tâm, đau lòng, đều là những cái chất liệu quý giá để giúp cho tôi làm tốt cái công tác tư vấn tâm lý của mình. Và cái tình thương của quý vị, cái niềm tin của quý vị hướng về tôi để tôi tin tưởng hơn cái công việc mình đang làm, cái con đường mình đang đi thật sự là giúp được mọi người, thì điều đó nó cho tôi rất nhiều năng lượng, rất nhiều năng lượng. Và chưa bao giờ mình có cảm giác rằng là mình đang sống một mình cả, dù có khi là tôi ở núi rừng rất là lâu. Xin cảm ơn quý vị. Đây là một trong hai buổi cuối cùng của chuỗi thuyết giảng cuối năm 2018 của tôi, 2017 của tôi, để bước qua 2018. Thì ngoài việc cảm ơn các đơn vị tổ chức, các vị trụ trì của các chùa, các tự viện, cảm ơn bên an ninh, rồi cảm ơn âm thanh ánh sáng quay phim, cảm ơn ban tổ chức, thì cảm ơn luôn tất cả các thiền sinh đã có mặt. Là tại vì nếu như đã nói, nếu quý vị không đến đây, quý vị không thật sự tha thiết muốn được đón nhận thêm những cái kinh nghiệm tu tập của tôi, hay là những cái trải nghiệm của tôi để ứng dụng vào trong đời sống, thì chắc chắn là chúng ta đã không có mặt ở đây bây giờ. Và những cái bài chia sẻ này nó lại tiếp tục lên đường qua các kênh ở trên Internet như là YouTube hay là Facebook, để đến được với nhiều người hơn. Và chúng ta ngồi ở đây nè, nhờ quý vị ngồi ở đây, nhờ chùa cho mình cái cơ hội ngồi ở đây, nhờ tôi ngồi ở đây mà có rất nhiều người ở khắp nơi trên thế giới cùng ngồi chung với chúng ta, cùng đang coi livestream đó quý vị. Cho nên quý vị thấy mình đang rất là mầu nhiệm, phải không? Cho nên tôi phải chủ động cảm ơn các vị trước, rồi các vị cảm ơn tôi sau hả? Quý vị thấy đời sống nó có quả thật là nó phải rất là dễ thương, hạnh phúc và hay ho vô cùng khi mỗi chúng ta đều sống trong ý niệm biết ơn nhau, tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta chỉ có thể làm khổ nhau khi chúng ta đã không thấy được những ân tình của nhau. Nhiều khi chúng ta tưởng người thương chúng ta không có giá trị gì cả. Nhiều khi chúng ta tưởng người thương chúng ta không có tài năng, không có một cái điểm đẹp, điểm tốt nào hết. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng người thương chúng ta chỉ là những kẻ ăn bám, những kẻ làm phiền phức trong cuộc đời chúng ta. Thử ngày mai họ bước ra khỏi cuộc đời của chúng ta và ra đi vĩnh viễn xem ta có thật sự cần họ không. Nhiều khi ông bà cha mẹ mình già cớp thùng thiết như vậy không có làm được gì cả, chỉ có ăn bám vào con vào cháu thôi. Nhưng thử họ vắng mặt trong cuộc đời chúng ta thì chúng ta sẽ sống như thế nào? Dĩ nhiên là chúng ta cũng có thể sống được, nhưng đó là một đời sống của một kẻ mồ côi, một kẻ không có tiếp tục được nhận lãnh tình thương của những người trên trước nữa. Cái ngày mà song thân tôi mất, tôi nhớ tới bài thơ của Xuân Tâm, đó là mất mẹ rồi đời hết ngây thơ. Quả thật là 24 tuổi tôi đã hết cái tuổi thơ, buộc phải là một người anh lớn trong gia đình để can thiệp, để giải quyết những khó khăn của gia đình. Và từ 24 tuổi tới bây giờ tôi không còn cho mình cơ hội nào để trở thành một trẻ nhỏ, để nhõng nhẽo, để mè nheo, để than thở, để trách móc với mẹ với cha mình như là ngày xưa nữa. Cho nên cha mẹ lúc nào cũng cần thiết cho con cháu. Những người thân của mình có mặt trong cuộc đời mình, họ có giá trị theo cách này hay là cách khác, một cách vô tướng hay là không có hình tướng, một cách trực tiếp hay là gián tiếp, một cách tinh thần hay là vật chất. Chúng ta cần tất cả. Chúng ta cần vật chất, chúng ta cũng cần tinh thần. Chúng ta cần được vinh danh, cần được thành công, nhưng chúng ta cũng cần được quan tâm, yêu thương và tha thứ. Để khi chúng ta mất một trong hai đấng sinh thành, chúng ta mới thấy
cái khổ đau, cái vất vả của một kẻ mồ côi, một kẻ mà không còn được dựa vào cha và mẹ để mà than thở, để mà được yêu thương vỗ về nữa. Cho nên quý vị cố gắng trong cái lá thơ mà mình viết cho chính mình đó, thì cái điều mà quý vị phải nhắc tới nhắc lui nhiều lần là phải ráng sống trong tỉnh thức, luôn luôn sống trong tỉnh thức. Để khi, chỉ khi mà chúng ta có tỉnh thức rồi thì chúng ta mới thật sự là tự tưới tẩm những hạt giống hạnh phúc của chính mình. Và chỉ khi mà chúng ta có hạnh phúc rồi thì chúng ta mới đủ can đảm, đủ năng lượng, đủ điều kiện để tưới tẩm hạt giống hạnh phúc cho những người thân yêu của mình. Và khi có tỉnh thức rồi, chúng ta sẽ sống trong tinh thần luôn biết ơn nhau. Và chỉ có biết ơn nhau mới có thể duy trì, giữ gìn một mối quan hệ bền vững. Còn khi chúng ta đã không còn biết ơn nhau, sống trong thái độ vô ơn, thì cái mối quan hệ đó nó bắt đầu nguy hiểm và có thể đi đến sự đổ vỡ. Và suy cho cùng thì tất cả chúng ta đều có ân tình với nhau, chỉ là lòng tham chúng ta quá lớn, tâm thức chúng ta bị si ám, bị che đậy bởi những cái phiền não, cho nên đã có lúc chúng ta làm nát lòng những người thương của mình. Mình tu tập làm sao đó để mà mỗi ngày tâm trí của mình sáng hơn và tạo dựng được hạnh phúc cho chính mình và người thân yêu của mình, đó là sự tu tập có kết quả, đã đi đúng hướng. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.